đến 20 năm tù, cựu phó tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát khóc nói không dám gặp con. Làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người phụ nữ tại đập nước ở Đắk Lắk. Nam thanh niên nghi ngào đá leo cột điện cao hơn chục mét ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nhân viên sân bay lao nhanh như chớp đỡ cháu bé bị ngã từ bàn cao. Tây Ninh xuất hiện côn trùng lạ cắn người gây mẩn ngứa, miễn nhiễm với hóa chất. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm. Sáng ngày 22 tháng 3, phiên tiếp tục với phần bào chữa của các bị cáo. Từ bào chữa, bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng, toàn bộ dữ liệu công ty được thống kê quản lý bởi văn phòng hội đồng quản trị, bản thân bị cáo cũng không được chia sẻ. Theo bị cáo, khi điều tra, bị cáo bị đề nghị truy tố là tội tham ô tài sản. Bị cáo không hiểu vì sao mình lại tham ô. Nhưng khi đọc cáo trạng, nhìn tổng thể hành vi của bị cáo không quá nghiêm trọng, nặng nề. Bị cáo Hồ Bửu Phương xúc động, khóc trình bày. Hôm bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 19 đến 20 năm tù, bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa, không biết tại sao nữa. Thời gian tạm giam bị cáo chưa được gặp gỡ gia đình. Rất muốn gặp gia đình, nhưng đề nghị xong bị cáo không dám gặp con vì xấu hổ. Bị cáo cũng xin hội đồng xét xử cân nhắc xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương, luật sư cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị đối với bị cáo là quá nặng so với mức độ và hành vi thực hiện. Bị cáo Hồ Bửu Phương bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo luật sư, bị cáo Phương thừa nhận mình đã sai khi phối hợp với các bị cáo khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giải quỹ bằng cách tạo lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với các khoản vay tại ngân hàng SCB gây hậu quả nghiêm trọng và bị cáo đã xin nhận một phần trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, vai trò của Hồ Bửu Phương trong hệ thống, quy trình rút tiền từ SCB là hạn chế, mang tính chuyên môn riêng biệt, không như quy buộc của cáo trạng và lời luận tội. Cũng theo luật sư, phương án giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân đã xuất hiện từ trước khi Hồ Bửu Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này, nên mong hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát xem xét nội dung này để đánh giá lại hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội cho bị cáo. Luật sư bào chữa cũng cho hay Hồ Bửu Phương không biết nguồn gốc các khoản tiền được giao thực hiện giải quỹ là tiền được vay trái pháp luật. Không biết số tiền này được tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng vào mục đích gì trên thực tế. Do đó, hành vi giải quỹ chỉ là bước giả cách để tạm thời chuyển tiền chưa có lý do sử dụng ra khỏi công ty vay rồi sau đó thu hồi lại. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức độ hành vi của bị cáo Hồ Bửu Phương chỉ là một mắt xích nhỏ cuối cùng trong vụ án, không phải hoạt động có tổ chức và tinh vi. Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Krông Năng cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người phụ nữ tại khu vực đập nước Phú Xuân, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21 tháng 3, người dân đi làm dẫy ngang qua khu vực đập nước Phú Xuân, phát hiện hai phụ nữ đã tử vong nên trình báo đến chính quyền địa phương. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng cho hay, cả hai người phụ nữ không phải là người tại địa phương. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm công tác khám nghiệm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận, cả hai phụ nữ tử vong đều là người dân cư trú tại địa bàn xã. Trong đó, một người 68 tuổi và người còn lại 36 tuổi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Drông thông tin, qua nắm bắt bước đầu, cả hai phụ nữ này sang thị trấn Krông Năng để lấy thức ăn về cho heo và có ghé xuống đập. Sau đó, nghi bị điện giật tử vong. Các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Ngày 22 tháng 3, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công nam thanh niên có biểu hiện ngào đá. Người này leo cột điện trên quốc lộ 22. Theo đó, hơn 8 giờ sáng cùng ngày, người dân ở gần quốc lộ 22, đoạn gần giao lộ đường Nguyễn Ảnh Thủ, giáp danh giữa phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thấy nam thanh niên biểu hiện bất thường như ngáo đá. Người này sau đó đi bộ giữa quốc lộ 22, rồi leo lên cột đèn cao áp cao chừng 20 mét ở giữa giải phân cách. Đến độ cao khoảng 5 mét, nam thanh niên đứng trên thanh thép băng ngang và cố thủ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hóc Môn sau đó điều 2 xe cùng 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm cách giải cứu người này. Nhiều đơn vị lực lượng gồm cả công an phường, xã, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phòng cùng phối hợp giải cứu. Giữa trời nắng gắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa xe thang lên tiếp cận, vận động hàng chục phút
nhưng nam thanh niên bất hợp tác, cố thủ. Bên dưới, nhiều cảnh sát dùng phương tiện chuyên dụng để đón bắt, phòng trường hợp người này nhảy xuống. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 sau đó cũng có mặt phối hợp. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 22, quốc lộ 1 đoạn gần ngã tư An Sương ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều thời điểm, cảnh sát phải phong tỏa một làn đường để phục vụ giải cứu. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, trong lúc vận động thuyết phục, cảnh sát đã kịp thời áp sát khống chế nam thanh niên, đưa xuống mặt đất an toàn. Người này sau đó được bàn giao cho công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra, lập hồ sơ xử lý. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài kịp thời đỡ một cháu bé bị ngã từ trên bàn, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều lời khen. Theo nội dung clip, cặp vợ chồng và một cháu bé đến cửa soi chiếu an ninh. Họ đặt con ngồi trên bàn, rồi cho tư trang vào khay nhựa để chuẩn bị đẩy qua cửa soi chiếu. Cặp vợ chồng loay hoay với khay nhựa mà không để ý cháu bé đang di chuyển trên bàn, rồi bất ngờ ngã về phía sau. Lúc này, một nữ nhân viên an ninh lập tức lao đến và kịp đỡ được cháu bé. Bố mẹ của bé có một phen hốt hoảng và thở phào khi con gái được đỡ kịp, không gặp chấn thương đáng tiếc. Mạng xã hội dành nhiều bình luận khâm phục cách xử lý tình huống nhanh nhẹn của nữ nhân viên an ninh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phê bình sự chủ quan của đôi vợ chồng khiến em bé suýt gặp nguy hiểm. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 09 phút ngày 19 tháng 2 tại nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết thêm, trong lúc người mẹ nâng khay hành lý và khuất tầm nhìn thì em bé đột nhiên ngồi tụt người ra phía sau và bất ngờ ngã xuống. May mắn, chị Nguyễn Phương Dung, nữ nhân viên an ninh ở ngay cạnh đã dướn người, vươn qua chiếc bàn, nhanh tay chụp lấy em bé đang rơi, kịp thời đỡ bé không ngã xuống sàn. Vụ việc may mắn vì đã hỗ trợ kịp thời nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sự tận tâm, tập trung cao của nữ nhân viên an ninh khi làm việc, giúp chị kịp thời quan sát tình huống để xử lý rất nhanh và hiệu quả. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách khi đi cùng với con nhỏ qua các khu vực như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh cần lưu ý. Luôn theo sát con, để con trong tầm mắt, không được để trẻ em tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch tại các khu vực công cộng. Nếu gặp khó khăn, hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ, tránh các tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 22 tháng 3, xe ben 62C11525 do tài xế Phan Văn Quốc 34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An điều khiển, lưu thông đến ngã ba giao giữa đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ trung niên điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ té xuống đường, tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an xã Hữu Thạnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà NTN, 68 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có mặt để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Mới đây, tại khu vực đèo Tà Cơn thuộc tuyến quốc lộ 279 huyết mạch đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến tuyến quốc lộ lâm vào cảnh ách tắc cục bộ hơn 7 giờ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 3, tại km 5 tuyến quốc lộ 279 thuộc đèo Tà Cơn, xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường ách tắc. Thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 26H0015X kéo theo rơ móc biển kiểm soát 26R0113X do tài xế Đinh Văn Hiếu, sinh năm 1986, trú tại Mộc Châu, Sơn La điều khiển, đi theo hướng Điện Biên Tuần Giáo. Lúc này trên xe chở đầy sắn khô, khi chiếc xe di chuyển lên đèo dốc cao, đường cua gấp đã bất ngờ lật ngang đường. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho lái xe bị thương nhẹ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Do sắn khô trên xe đổ tràn ra đường gây ách tắc cục bộ tuyến quốc lộ 279, cơ quan chức năng đã phải điều máy xúc để xử lý. Đến khoảng 8 giờ 30 sáng nay, đường mới thông trở lại. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trưa 22 tháng 3, một vệt dầu nhớt hơn 200m xuất hiện tại km 7 trên tuyến quốc lộ 62 hướng từ thành phố Tân An đi thị xã Kiến Tường thuộc xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An, khiến cho nhiều người chạy xe bị ngã. Một người dân sống cạnh quốc lộ 62 cho biết khi đang đứng bán trước cửa nhà thì thấy một em sinh viên đang chạy té xuống đường, sau đó tiếp tục hai xe máy chạy ngang té. Nhìn xuống phía đường, tôi thấy một vệt nhớt dài, nhiều người chạy đến, người dân cảnh báo.
nhưng vẫn không kịp thắng lại nên bị trượt té một đoạn dài. May mà những người này chỉ bị chầy nhẹ. Sự việc xảy ra vào lúc giờ tan học nên khiến cho một số phụ huynh đưa đón con đi học đã bị té ngã khi đi qua khu vực này. Rất may là không có ai bị thương tích nặng. Sau khi thấy người bị té ngã, những người thợ đang xây nhà ngay khu vực cùng với người dân xung quanh đã dùng cát giải lên các khu vực bị dầu nhất đổ, đồng thời ra lệnh cảnh báo để người đi đường tránh gặp nguy hiểm. Người dân gần khu vực cũng ra đường làm tín hiệu cho người đi xe máy chạy chậm lại, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng trích xuất camera để tìm xe làm chảy dầu nhất xuống đường. Thưa quý vị, hơn một tuần qua, nhiều hộ dân ở tổ 12, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh lâm vào tình trạng bị côn trùng lạ cắn, gây mẩn ngứa khắp cơ thể. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Sở Y tế Tây Ninh đã có chỉ đạo các ban ngành nghiệp vụ tiến hành xác minh nguồn gốc của loài côn trùng này. Theo người dân, những con côn trùng này nhỏ, màu đen, khi gặp người thì nhảy vào, bám lên quần áo và cắn người rất nhanh. Bắt côn trùng ra khỏi vùng da bị cắn thì lập tức vết mẩn đỏ nổi nhanh và gây ngứa. Một số người dân đã đi khám, được bác sĩ cho uống thuốc và thoa nhưng không có tác dụng. Nhiều người dân phòng tránh bằng cách mặc áo quần dài và mang vớ kín đáo suốt ngày nhưng vẫn bị cắn, các vết cắn rất ngứa, nhất là vào ban đêm. Loại côn trùng này ít xuất hiện vào sáng sớm mà xuất hiện nhiều vào lúc nắng lên. Người dân đã dùng nhiều cách như thuốc xịt côn trùng, thuốc trừ sâu, lòng não nghiền nát pha nước và cả xăng nhưng côn trùng không chết. Ngành chức năng địa phương đã xuống khu vực xuất hiện côn trùng để kiểm tra và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh xét nghiệm, xác định loại côn trùng để có hướng xử lý. Qua xác minh ban đầu, có gần 30 người lớn và trẻ em bị côn trùng lạ cắn nổi mẩn ngứa khắp người. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun hóa chất Viaper 56EC có nồng độ 30ml trên lít nước trong bán kính 200m2 xung quanh khu vực các hộ dân sinh sống nhưng không hiệu quả. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục tăng nồng độ hóa chất lên nhưng côn trùng vẫn sinh sống và phát triển bình thường. Trước mắt, ngành y tế hướng dẫn người dân mặc quần áo dài tay, ở trong nhà, dùng các bình xịt hóa chất diệt côn trùng để tránh bị đốt, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và xung quanh nơi ở, phát quang bụi rậm và sơ tán trẻ nhỏ đi nơi khác. Hiện Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Biên theo dõi sát sao diễn biến khu vực xuất hiện côn trùng lạ để có hướng xử lý kịp thời. Thưa quý vị, có lẽ nhiều người dân thủ đô đã quá quen với hình ảnh dây cáp điện viễn thông, dây điện trùng xuống đường, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn mối nguy cơ cho những người tham gia giao thông. Mặc dù tình trạng này đã nhiều lần được cải thiện, song chỉ một thời gian ngắn sau đó thì đâu lại hoàn đó. Sau đây sẽ là những ghi nhận tại đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hà Nội. Trong thời gian trở lại đây, tại trục đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hà Nội xuất hiện tình trạng dây điện, dây cáp viễn thông rủ xuống thấp, rơi lỏng thỏng trên đường như những cái bẫy, vừa mất mỹ quan đô thị lại tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân. Ghi nhận tại trục đường dài hơn 5 km xuất hiện vô số điểm đường dây trùng xuống tận giải phân cách, răng lộn xộn, thậm chí có những chỗ dây xả xuống gần đầu người, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Theo một người dân sống tại khu phố dọc tuyến đường cho hay, tình trạng này xuất hiện từ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào khắc phục. Người này cho biết thêm, có vẻ như các cơ quan chức năng đang thay thế cột điện mới nên xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên, đơn vị thi công rất chậm, thiếu trách nhiệm trong việc chằng buộc, đảm bảo an toàn cho người đi đường và mỹ quan đô thị. Có đoạn dây cáp được buộc tạm vào giải phân cách, nhiều đoạn để bừa bãi xuống lòng đường, gây ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một người dân khác thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Giải Phóng cho hay, mỗi lần di chuyển qua đây đều cảm giác rất sợ. Không biết là dây điện hay dây cáp, nhưng dây để lòng thòng, có đoạn tiếp xúc trực tiếp xuống lòng đường hay giải phân cách bằng sắt trông rất ghê. Theo người dân, một số đoạn dây bị hỏng, lòng thòng thâm ngang người, mưa gió tạt xuôi tạt ngược gây mất an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Việc này thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, cần sớm khắc phục ngay, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trước tình trạng trên, người dân mong muốn các đơn vị chức năng nhanh chóng rà soát và sớm khắc phục tình trạng này để vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa giữ được mỹ quan đô thị cho thành phố, nhất là trong thời điểm thời tiết diễn biến bất thường, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.